Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Chào. Rồi anh chào quý vị khán giả trước ha. Rồi chào quý vị khán giả. Anh cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn. Tôi là Tâm, Võ Hoàng Tâm, 62 tuổi. Dạ, Võ Hoàng Tâm, 62 tuổi. Tuổi anh dạ. Tâm đến từ đâu? Tôi đến thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh Tâm nè, anh có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội không? Ok. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như chính bản thân anh yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. Ok. Anh Tâm nè, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Ok. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân gia đình mình ra sao anh Tâm? Tôi ly hôn rồi. Lâu chưa anh? Cũng chục năm. 10 năm. Rồi trước khi ly hôn anh với chị được bao nhiêu mặt con? Một đấy. 10 năm trở lại đây anh Tâm có quen thêm một mối tình nào khác không? Cũng có bạn rồi. Tại sao anh? Giống như bạn bè đồ tiếp xúc rồi xã giao thôi. Không có đi tới ở chung hả? Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh anh Tâm làm công việc gì? Tôi trước đây đi kinh doanh. Kinh doanh tự do mà sau dịch giờ tôi nghỉ. Trước đó anh kinh doanh gì anh? Tôi kinh doanh đồ trang trí nội thất. Dạ. Đồ trang trí nội thất đó. Ồ, đồ trang trí nội thất. Giàu lắm á. Đủ xài. Có cái da, có cái da rồi, không có gì. À. Rồi hiện nay là anh không có làm công việc gì sao? Có làm thêm cái nhà đất á. Ờ, kinh doanh bất động sản hả? Nói rồi nó lớn quá, đâu có gì chút chút mà bây giờ tiêu rồi. Giờ tiêu rồi hả? Giờ ăn cháo ăn khoai thôi. Anh Tâm cũng vui quá ha. Ừ. Anh Tâm này, anh xem qua mạng xã hội nào mà anh biết đến mảnh ghép yêu thương của tụi em? Đâu hình như cách đây mấy ngày á. Tôi có chơi Facebook, có người bạn á, có đăng cái file của mấy em á, tôi coi, tôi thấy. Rồi anh thấy tụi em làm việc sao mà anh quyết định anh đến đây? Thấy ok, cũng ý lại có một cái người trên mạng đó, yeah. Muốn tìm bạn, thành ra tôi muốn kết nối người đó, thành ra tôi lên nhờ mấy em kết nối để làm bạn người đó. Rồi bây giờ anh Tâm nè, anh xem video anh thấy được cái người đó ở trên mạng đúng không? Ok. Bây giờ anh muốn nhờ mảnh ghép của tụi em là kết nối với cho anh với người đó hay sao? Đúng rồi. Bây giờ anh có thể nói tên người đó được không? À, cái người đó là cái gì? Ở quận 5 á, nhưng mà bên bên Mỹ về đó, 64 tuổi tên gì? Tên Trang gì đó. Tạ Tú Trang. À. Anh xem được cái video của cô Tạ Tú Trang. Có coi clip đó. Rồi anh thấy ở cô Tạ Tú Trang đó có cái quan điểm nào đồng nhất với cuộc sống của anh? Nói chung là thấy người qua thì thiệt tình. Thì cũng một mình thì cũng muốn kiếm bạn, thì tôi thì hiện giờ thì cũng độc thân. Mà cái yêu cầu đưa ra thì không hút thuốc, không nhậu. Tôi hai cái đó tôi bỏ rồi. Mà riêng thì tôi cũng biết lái xe du lịch. Ngoài cô Tạ Tú Trang ra, anh có còn mở rộng cái tâm hồn anh ra nữa không? Hay là không, vậy quyết định chọn cô tôi Tạ ngắn gọn này thôi. Ngắn gọn là chọn cô Tạ Tú Trang. Được không được gì cũng quyết định vậy luôn. Dạ, ok.
Bây giờ hiện tại bây giờ cô Tạ Tú Trang đã về Mỹ rồi. Chương trình tụi em lúc nào cũng nói thẳng nói thật chứ không có giấu giếm ai, cũng không có để giựt tích câu view gì đó. Mình làm gì cái khả năng của mình giúp cô chú anh chị thôi. Nếu mà trong cái tầm giới giúp được thì giúp, còn giúp không được thì nói thẳng. Bây giờ là cô Tạ Tú Trang đã về Mỹ rồi, về cũng khoảng độ cả tuần nay rồi. Thì tôi nghe tôi coi cái clip đó mà mấy em làm là tháng 8 không? Nếu mà anh nói sớm mà là anh tìm cô Tạ Tú Trang thì tụi em đã báo cho anh khỏi mất công mất thời gian để anh đến với chương trình, đỡ tốn tiền tốn công sức của mình. Ở đây tụi em nói thẳng nói thật chứ không có câu view câu like gì đó, chứ không có lợi dụng nhân vật để kêu mấy anh tới đây quay, không có. Bởi vì em mới hỏi anh, ngoài cô Tạ Tú Trang ra anh có mở rộng ra không, em muốn lái anh sang một cái hướng cho anh có một cái. Không, nếu mà cậu về Tại thì thôi. vì trên những video của Mảnh Ghép Yêu Thương tụi em có rất là nhiều những cô cũng cao tuổi mà cũng vẫn còn trẻ đẹp đó, vẫn còn có công việc đồ cũng ổn định Nói cũng chung là cái tuổi mình già thì thật sự mà nói cần cái người hiểu ok. với lại cùng quan điểm thôi, chứ trẻ đẹp làm gì được Bây giờ. giờ cô Tạ Tú Trang á, thì ở cổ gốc người Hoa mà cổ sinh sống ở bên Mỹ, hiện thời cổ cổ cũng còn đang đi làm việc, cổ đi đi về về vậy đó. Thì từ cái nói chung ra thì để mình có một cái đồng nhất gì đó trong cái cuộc sống thì nó cũng hơi khó. Hiện thời thì anh ở Việt Nam thì anh cũng có thể kiếm mấy cô Việt Nam nó dễ hơn, gần gũi mình hơn, hàng ngày hàng đêm, rồi hai ông bà có thể nắm tay nhau đi chơi hàng đêm. Còn kia đi đi về về 6 tháng đi 6 tháng về, rồi ở bên đây nó cũng hụt hẫng, ở bên kia ta thì dạng như ta về, thường thường Việt Kiều ta về ta chỉ tìm niềm vui trong vài tháng thôi, để người ta có người bạn đi uống cà phê, đi chơi, đi ăn hay gì đó, thằng ta cảm thấy nó không có lẻ loi. Xong rồi ta về bển người ta cũng bị cuốn vào công việc, ta cũng đâu nhớ tới mình đâu. Khi ta về đây người ta rảnh rỗi rồi ta đi chơi kiếm người bạn tâm sự. Chứ thực chất anh nghe kỹ lại, cô có nói là không có bắt cô làm vợ, cô nói là không không cô không chịu làm vợ ở bên đây, thì chỉ làm bạn để đi đi về về chơi vui thôi. Rồi nếu mà anh hướng tới cái vấn đề hạnh phúc lâu dài thì là vợ chồng, thì anh nên kiếm một người bạn ở Việt Nam mình lý tưởng hơn. Không thì trước mắt thì mình làm bạn đi, rồi còn cái chuyện kia Bây thì giờ nó hôm từ từ. nay vậy nè, em khơi cho anh một cái gì, anh chỉ nói hết, anh trải lòng của anh ra hết đi, để cho những cô khác chọn anh. Mình không chọn người ta mà để người ta chọn mình. Tôi Anh thì cái thấy quan sao? điểm của tôi là tôi chọn người ta, không có để ai chọn. Thì bây giờ mình mở ra đi, bây giờ mình chọn người ta Nói chung hoài. là tôi đơn giản đó, bình thường hiện giờ sống mình rồi, không thuốc lá, không cà phê, Đúng rồi, không cái nhậu đó nhẹt, không thì ăn chơi, ok không gì hết. rồi. Cái đó là đúng với tiêu chuẩn của cô Trang rồi, nhưng mà ý em nói là cổ chỉ muốn kết bạn để mà vui chơi thôi, chứ cổ mới nghĩ cái vấn đề xa xôi. Không thì trước đầu tiên làm bạn, chứ còn mình nghĩ cái chuyện đó thì nói chung là cái tài duyên, cái duyên số nữa Như anh đó. là Trang, một người chuyên kinh doanh trang trí nội thất đó, rồi cộng thêm là kinh doanh bất động sản nữa, với điều kiện của anh thì ở Việt Nam này thiếu gì chị sẵn sàng chạy vào đó, mắc mớ gì mình đi tìm một cái phương trời xa nào cho nó Nói mệt mỏi. chung thì nói như em, cái quan điểm của em cũng đúng, thì ai cũng nghĩ vậy đúng không, nhưng Đúng mà rồi, về cái phương diện mà nói chung mình đâu có nói được cái vấn đề gì đó. còn bây giờ mà mình muốn đi nước ngoài á, có tiền thì anh có thể đi du lịch chơi được, đi xong về mình làm.
Không, mình thật sự mà nói cái hướng làm bạn thì chỉ ngoại giao tiếp xúc, chứ còn cái hướng mà đi mà nó dựa vô Việt Kiều để mà đi thì tôi không có ý nghĩ đó. Chứ, bây giờ đi đâu? Bây giờ đi bển giờ già làm gì? Đúng rồi. Còn bển sao sống nổi? Ở đây còn qua lại bạn bè chơi bên đó, mình già là cú đế rồi, hết gần rồi, không biết tiếng rồi, không ấy thì khó lòng. Bên đó anh thấy không, rất là nhiều cô chú lớn tuổi ta muốn chạy về Việt Nam mình để sống. Ở bên đó nó buồn lắm, thấy vậy chứ ta bị lôi kéo vào công việc á, cái nó buồn. Ở Việt Nam mình có tiền như anh là ok nhất, sung sướng. Chủ bán trang trí nội thất rồi bất động sản, giờ bây giờ đồng ý là bất động sản nó đứng thiệt, nhưng mà đất thì vẫn còn nằm đó, thấy không, bán rẻ rẻ cũng có người mua, có tiền hay bị bán mắc chứ bán rẻ rẻ cũng có người mua, thấy không. Tôi thì có quan điểm là trước nhất là bạn bè thôi, rồi mình thì muốn tìm hiểu người ta thôi. Bạn bây giờ bên mình, bạn Việt Nam mình, bạn thì để gì, để tôi tìm hiểu, chứ để nhiều khi mấy chị tìm hiểu rồi nhiều khi mấy chị nhức đầu. Đúng. Tôi thì tôi phải đi chinh phục thôi. Phải đi chinh phục ha. Vậy thì sau cái cuộc trò chuyện này nè, khi mà anh về nhà đó thì anh có thể lên mạng đó anh tiếp tục tham khảo đó, lật lên vô trang của tụi em nè, mình nghiên cứu đi, mình tìm hiểu coi cô nào được vừa ý với mình á, thì điện thoại tới tụi em sắp xếp cho hai người gặp nhau. Rồi, ok. Đó cũng đơn giản mà. Tướng anh là vừa đẹp trai nữa, không vừa trai mà vừa có điều kiện đi tội coi coi vậy chứ ngoài thôi, chứ còn trong rượu hết rồi. Bây giờ rượu gì không biết. Nhưng mà giờ mình nhìn cái tướng là mình thấy ok rồi, okay. Phải không? Thôi cảm ơn em. Vừa đẹp trai nè, phong độ nè, sáu mấy tuổi rồi mà vẫn còn. Nói chung là cũng nhờ chơi thể thao đó, với lại không có ăn nhậu, không hút thuốc, không có, nói chung là cái hồi trẻ thì có, trẻ nhậu hút thuốc ăn chơi đồ dữ lắm mà bây giờ già bỏ. Bỏ ha, bỏ. Thể dục rồi chơi ha. Có đi khiêu vũ rồi không? Tỉnh thoảng. Sao biết hay vậy? Nhìn cái tướng là tôi biết rồi. Khỏi nói, tôi nhìn cái tướng là tôi biết là tướng này. Nói chung này là cái gì giờ lành mạnh là mình chơi. Nghệ sĩ nghệ thuật lắm, là hát cũng được lắm đúng không? Cũng chút chút. Tôi nhìn là tôi biết. Giọng này nghe, tôi nghe cái giọng này tôi biết trầm ấm lắm nè. Ấy thôi, giờ tặng quý vị khán giả bài đi. Sáng không có hơi, sáng trời ơi, hơi gì hát hay không bằng hay hát. Sáng không có hơi. Thôi giờ tặng quý vị khán giả bài để mình đổi không khí chút xíu ha. Anh từ từ, anh thích hát nhạc gì? Nói chung là không thuộc lời. Thì thích khúc thích, nào thích. Mình khoái khúc nào mình hát khúc đó. Tại vì ở đây không phải là cái sân khấu mà mình hát vui để tặng quý vị khán giả thôi. Tôi thì nói chung nhạc nhẹ, nhạc gì nói chung tôi hát được hết. Nhưng nhạc mà nhẹ, không có thuộc lời. Nhạc nhẹ hay không? Nhạc sang á, nhạc hay là những cái tình khúc của Ngô Thị Miên rồi đó. Tôi thích những cái tình khúc Ngô Thị Miên. Nhưng mà không thuộc lời. Bây giờ anh niệm khúc cuối anh hát được không? Tình khúc của Ngô Thị Miên. Được. Bây giờ anh bài không tên số 2, bài không tên số 3, bài không tên cuối cùng tôi ca được hết. Tặng quý vị khán giả. Nhưng mà không tôi không có thuộc lời. Thì thuộc khúc nào hát khúc đó? Không có thuộc. Phải có cái màn hình á. Tôi mới ca theo được. Bây giờ là lấy cái điện thoại mở lên chữ cho anh hát ha. Đúng rồi, thì tôi đã ca được. Không có nhạc. Chữ không à, không có nhạc. Đúng rồi, dẹp rồi, còn cái nào không? Vậy có kỳ không? Không, anh không có gì đâu kìa. Bài không tên cuối cùng đi. Bài không tên cuối cùng. Sáng mơ không có hơi đâu ca.
ta. Anh không thuộc hả? Không, không có thuộc lời, phải có mới ca được. Lời bài hát, bài không tên cuối cùng. Rồi dài câu thôi nha, sáng có hơi. Ủa sao nó không có lên nhạc ta? Không có nhạc anh. Nhạc cái dính bản quyền sao? Lời bài hát. Giờ ca dài câu thôi nha. Đúng rồi, ca chay. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hơi nhiều. Rồi sao mà dài câu không có nhạc không chung? Không có nhạc không chung ha. Vậy là cũng cũng đi mấy phòng trà rồi hát nhạc nhẹ rồi ha. Nói chung là tôi khá văn nghệ thể thao. Đi vậy khiêu vũ vậy là không kết được bà nào sao? Nói chung nó không có thì không đúng. Nhưng mà nhiều khi là bạn thôi. Nói chung là cái vấn đề mà để tiến tới một cái gọi là nó khó làm lắm. Sao vậy? Thì giờ mình cũng nói ra được. Giờ nó mình không còn cái lúc mà cái tuổi trẻ sôi động nữa. Giờ trầm lắng rồi. Trầm lắng rồi hả? Tùy tùy duyên đi, tùy từ. Như cỡ tướng anh á là có điều kiện nữa, thiếu gì những cô gái trẻ trẻ ba mấy 40 50, thiếu gì sẵn sàng nhào vô, trẻ quá dẹo mình chết á. Sẵn sàng giống như là chết gì anh. Chết gì anh. Anh chết gì người ta. Chứ đâu phải bở đâu mà phải khiêm tốn rồi. Tánh tôi nói chung là thích chinh phục đó. Chứ không để người ta chinh phục thì đó, nói cái cách anh nói chuyện nãy giờ là em biết rồi. Anh chinh phục những cô gái ba mấy 40 50, không trẻ quá tôi. Nói chung đốn ngã mấy hồi. Nói chung là có người yêu hoặc là vợ trẻ ai không thích, đúng không? Đàn ông mà. Nhưng mà mình phải nghĩ lại. Nghĩ gì anh? Trẻ quá thì mình chịu không nổi. Trẻ quá đen là nghe bóng. Chịu nổi là chịu cái gì cũng nổi. Trẻ đen là nghe bóng. Chịu cái gì cũng nổi, anh phải nói rõ. Chịu về cái vấn đề, ví dụ như thích cô đó ta thích mua sắm hay là cái gì khác khác nữa đó, ví dụ vậy. Nói chung là cả nghĩa đen nghĩa lắm, cả nghĩa bóng. Là mình là hai thứ chịu không nổi. Mình phải cái tầm tầm của mình. Ngang ngang mình bằng nhỏ hơn chút, 50 được không? Nhỉnh hơn chút thì tầm đó cũng được. 50 cũng được, sao anh không chọn Việt Nam mình hà sa số những cô không gái thì 50. theo đề nghị của em nói đúng, để tôi sẽ tìm hiểu thêm cái clip của mấy em. Trên rồi ha. Thí dụ tôi chấm được cái người nào tôi báo. Okay. Rồi em quăng clip tôi qua đó, bên đó chụp được, quăng lại tôi chụp được thì bắt đầu chinh phục. Cùng nhau dắt nhau đi ra. Chưa ông ơi, chưa gì hết. Cái ông nói cùng nhau dắt nhau. Dù qua dù lại ông phải chinh phục ra mới được rồi ông mới dắt chứ chưa hết. Ông đòi dắt đi đâu. Chưa hết là ông cũng ham hố và ông phải đặt giả bộ. Phải chinh phục chứ. Không thì phải chinh phục. Thì mình phải từ từ nhưng mà nói tại vì thấy em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, anh nói cuốn theo đúng không? Rồi mình nói chuyện mình tạo không khí vui vẻ chứ đâu phỏng vấn gì đâu. Đúng rồi. Anh em mình ngồi nói chuyện mình cứ cởi mở giống như nãy giờ mình tâm sự hai thằng bạn với nhau, đúng không? Mình nói chuyện vui vẻ cởi mở, không có gì có gì nói đó, không có gì giấu giếm hết, có sao nói vậy. Chứ mà thường thường cái chương trình tụi em không có vuốt theo ai. Đúng rồi. Anh xem anh cũng biết rất là nói thẳng nói thật. Mà tụi em cũng không có phân biệt ai hết, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt là người lành lặn hay là người bị khuyết tật, cũng không có phân biệt luôn, cũng giúp hết luôn. Đó.
Đó giống như anh coi cái anh khiếp thị vừa rồi không? Đó, cũng xuống từ Bình Thuận vào tụi em cũng tiếp đón ảnh rất là nồng hậu luôn. Rồi cái anh vé số mà bị sốt bại liệt đó, hai cái giò đó, tụi em cũng vẫn tiếp ảnh bình thường, vẫn đưa ảnh lên bình thường. Ảnh cũng đi tìm nữ Việt Kiều giống như anh. Và ảnh cũng quyết định là chọn một mình cô đó thôi, không chọn ai khác luôn. Đó. Tụi em cũng vui vẻ nhiệt tình vậy thôi. Rồi thì hôm nay cuộc trò chuyện của anh em mình nãy giờ nó cũng hơi dài rồi ha. Nó không ngắn mà nó cũng không dài. Thì anh quyết định, anh quyết định chọn. Bây giờ cô Tạ Tuyết Trang thì đã về Mỹ rồi. Thì thôi mình tạm gác lại đi. Thì anh về anh nghiên cứu, anh xem lại những video trên đó. Còn rất là nhiều chị để anh có thể chinh phục. Ha. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình. Tin tưởng em Út đến đây để anh em mình có cuộc trò chuyện cởi mở ngày hôm nay. Và cũng cầu chúc anh sớm ngày đạt được như cái ý nguyện của mình ha. Rồi bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không? Rồi thôi, trước khi dứt lời anh cảm ơn mấy em. Chúc mấy em nhiều sức khỏe, làm việc càng ngày càng lan tỏa nhiều hơn. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ anh chào quý vị khán giả, cái anh em mình kết thúc ha. Rồi xin chào quý vị khán giả. Trước khi kết thúc video mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.